Vâng, em xin chào các anh. Đấy, hôm nay em tiếp tục lên cho các anh ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sản phẩm loa của Onkyo, của Bioner, của Aiwa, của để các bác về chúng ta nghe nhạc các bác nhé. Đấy, technique nữa. Đấy, về mình ghép âm đi nghe nhạc, hoặc là ghép phục xuất MIDI nghe nhạc nhé. Đấy, đây là hàng lúc nào nhà em cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều shop để đóng hàng cho các bác nhé. Ngày nào cũng hết một nửa chỗ này là ít. Đấy. Còn bác nào cần đến trực tiếp cửa hàng nhé, thì địa chỉ cửa hàng ở tại 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Đấy. Ngoài ra em có để thêm một cái biển 59 đây nhưng mới bị người ta chọc mất rồi, chọc thủng mất rồi. Đấy. Tại sao để 59? Bởi vì ở bên cạnh đây là có cái biển, có cái quán bia Las Vegas này, thì nhiều khi là tìm đến chỗ 59 này nó dễ hơn là tìm đến 57. Vì 57 ở đây nó lại đang là cái khu, dọc cái khu này là lại khu kiểu ngày xưa người ta tự phát ấy, tính ra là nó tuyển ở đây nó đánh hơi lung tung. Đây là các bác ai đến cửa hàng thì đến đúng địa chỉ 59 Nguyễn Hoàng, nên còn bên Las Vegas này chúng ta sẽ tìm được cửa hàng nhà em ngay. Đấy. Ngoài ra bây giờ bên cạnh đây có anh hàng xóm đây là Minh Phong Gara nha, thì các bác có thể đến Minh Phong thì nhà cửa nhà em ở giữa hai cái cửa hàng kia luôn. Đấy. Thì đây là về địa chỉ nhá, còn về sự thông tin liên lạc thì các bác liên hệ số 0966 594581 hoặc là 0979 1682 để đặt hàng nhé. Giờ em sẽ đi vào từng sản phẩm một luôn này. Đây, để em lấy cái bút để ghi giá đã. Đây, từ bên này trước đi. Đầu tiên là một đôi loa của Onkyo nhé. Đôi này hàng về còn rất là đẹp. Đấy, thiết kế kiểu dáng cũng rất là sang chảnh, các bác thấy không ạ? Đấy, cái kiểu là dạng hơi vát góc. Đấy, để nhìn hơi nghiêng lên để tỏa lên trên. Đấy. Đây là một trong các cái tiền đề để sau này người ta tạo dựng các cái hệ thống âm thanh vòm mà người ta đánh lên tường. Tức là âm thanh sẽ hướng lên trên, âm thanh từ đây nha, nó chéo góc đi lên trên tường và phản xạ đi lên trên nóc nhà và phản xạ xuống, tạo thành một hệ thống âm thanh phản xạ nghe rất là hay. Đấy. Thì đây là con Onkyo này là một trong những cái dòng tiên phong về cái vấn đề đấy luôn, và tiếng của nó rất là hay nhé. Giải lời rất là sáng. Bác nào mà cần những cái loa để làm thêm trợ lời thì là rất là tuyệt vời luôn nhé. Onkyo nó có mã là con này là con DT1, này công suất là 40W, trở kháng là 6 ohm các anh nhé. Đấy, mình có thể là ghép vào các hệ thống loa surround. Đấy. Nếu mà ở nhà mình đang thiếu loa surround thì mình có thể ghép thêm để làm loa surround nhé. Đấy. Hoặc ghép vào cục mini để nghe các cái dòng nhạc mà có nhiều giải lời như là guitar không lời, hay là nhạc trữ tình bolero, hoặc là nhạc đồng quê các kiểu nhé, thì là rất là hợp lý này. Đấy. Onkyo DT1 nhé. Giải lời cực kỳ sáng và ngọt luôn. Thì cặp loa này nhé, vâng, giá của nó là đi 690k nhé. Thì bác nào mua liên hệ cho bên em nhé, 690k. Kích thước của loa thì như sau. Trời đang rất là nắng nên là em sẽ quay nhanh nhé. Chiều ngang của nó là 13 này, sâu là đi 20 là 15 này, và cao của nó là đi 22 nhé. Đấy. Loa này thì nó là dòng loa đời nên là bát của nó khoảng tầm 9 nhé. Đấy. Onkyo DT1. Đấy, tiếp theo ở đây là một cặp loa toàn giải của Aiwa nhé. Đấy, cặp này thì nhà em đã nói nhiều rồi, đây là con NX210. Toàn giải thì nhà em đã tháo bản ra cho các bác xem ở các cái clip trước rồi, nhưng các bác có thể xem lại các clip trước để các bác xem nhé. Hôm nay em chỉ báo giá thôi. Đấy. Con này trở kháng 4 ohm, không tính cái công suất đấy. Nhà công suất của bọn toàn giả đấy thường khoảng 20W đổ về thôi. Đấy. Để các bác nào mà cần ghép vào loa mini nghe nhạc hoặc làm loa lời thêm nhé, thì là đấy những con toàn giả này tiếng rất là hay. Đấy. Ngoại hình của loa đây. Đấy, loa thì là được thiết kế với cái chiều ngang là 13, sâu 20, cao là 26cm nhé. Đấy. Đường kính loa của cái lòng này thì nó sẽ khoảng tầm 10cm. Ai qua cái cặp này thì chết rồi, cặp này quên lại không, chưa dán giấy rồi. Thì cặp này bán em bán nhanh nhá, đó là mất cái logo này. Bình thường là những cặp này nó khoảng tầm 600, 700, 800 tùy tổ đẹp xấu nhá, nhưng mà riêng cái cặp này thì em bán 500 thôi nhá. Em đang làm mua liên hệ cho bên em nhé. Nó thật giải của ai qua tất cả các loa đưa lên đây là đều chạy bình thường các bác nhá, nó không bị hỏng hóc gì đâu. Đấy. Cái cặp này là cặp Bioner, nó có mã là con SQ800. Thì cặp này thì là có chiều ngang ở đây là 13 này. Đấy, chiều sâu là 22.5 này, và chiều cao của nó là đi 23.5 này. Đấy.
đường kính nó bát nhé, đo hết viền bên ngoài. Theo cái lòng bên ngoài nó là 11.5 và đo lòng bên trong của nó là 9.5 nhé. Đấy, cái này là một cái thiết kế huyền thoại của Bioner luôn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đây là cái thiết kế dạng hốc. Đấy, dạng hõm như này để phóng cái âm thanh bass nó ra xa hơn. Đấy, một cái thiết kế rất huyền thoại của Bioner luôn. Mà các bác có thể thấy là rất nhiều các dòng Bioner về sau này nó cũng dùng cái thiết kế này. Đấy. Đấy, kiểu dạng như là giống như kiểu khi mà chúng ta hét lên đấy, thì chúng ta hét không với cả chúng ta khum cái tay vào mồm chúng ta và chúng ta đưa ra chúng ta hét đấy, thì tiếng hét nó sẽ khác ấy. Đấy, nó kiểu dạng như thế. Đấy. Thế tại sao nhiều người lại khi mà gọi nhau lại phải che tay lên miệng xong rồi nói ấy. Đấy, thì để cho nó vọng xa hơn nhá. Thì đấy là cái này nó cũng là trên cái thiết kế kiểu như vậy luôn. Và cặp này thì em bán là 490k nhá. Các bạn nào mua liên hệ nhá. Hàng về đẹp. Còn tất nhiên đây là hàng bãi nha, thì nó sẽ có một vài vết sức sát nó kia một xíu thì không tránh được đâu. Đấy, loa thì có công suất là 20W được khoảng 6 ohm nhá. Đấy. Con này thì là ghép với cục công suất mini nghe nhạc trong phòng ngủ nhỏ được, hoặc là mình làm loa lóc cho các cái loa nó đang bị thiếu giải nời cũng rất là hay nhá. Đấy. 490.000. Đấy. Tiếp là một đôi loa của Onkyo nhá. Đấy, cặp này là nó về thì là tình trạng của nó là nó là cái sơn si bóng. Đấy. Sơn si bóng. Phủ phép đi đấy, sơn si phủ phép đi đấy. Đấy nhá. Cái căng còn đầy đủ. Đấy, nó là sơn phủ phép đi nên là đôi khi mà các cái dòng này thì thường xuyên là nó về là nó sẽ có bị tình trạng đây. Cái lớp phép đi của nó bị mòn đi, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Nó sẽ do va quệt nó cọ sát các thứ thì cái lớp vec đi nó sẽ bị đấy, hơi bị ấy đi một tí như này. Thì bác nào cần đẹp thì là về tự vec đi lại nhá. Đấy. Còn đây em bán là đúng như thế này luôn, em không có mốc má gì cái loa này. Đấy. Thì con Onkyo này là con DN9. Đấy. Dòng này dòng rất là cao của Onkyo luôn. Đấy. Những cái thời điểm trước đây thì nó thậm chí có những thời điểm nó xuất giá nó lên tận 2.7 triệu, 2.8 triệu một đôi loa này. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì giá của nó sẽ mềm rất nhiều rồi. Đấy, những con này thì có thể nói rằng là hàng đẹp luôn. Đấy. Vì nhiều con hàng sơn mài như thế này thì nó về là nó còn xước kinh như này rất là nhiều. Nhưng con này đây nó bảo quản rất tốt này các bạn thấy không? Đấy, chỉ có một vài vết xước sát thôi. Về mình chỉ vét đi nhẹ cái là được. Đấy, DN9 nhé. Dòng này là dòng loa thế hệ mới, đời mới. Đấy. Màng carbon, đấy, gân xếp, chép đom nhé. Chép đom, nón lụa từ kép. Đấy. Ở cặp này thì nếu như mà có những cái con mà nó ở đây nó hơi ấy một tí này. Hơi ấy một xíu nhá. Đấy. Thì những cái con này thì là bình thường ra là hàng nó nếu như mà nó đẹp hơn một chút xíu nữa. Đấy. Nó không bị một vài vết va đấy, thì là giá của những con này thì nó rơi vào khoảng tầm 1.9 triệu, thì với đôi này thôi em bán xả luôn là 1.390.000 đồng. Đấy, thì bác nào mua đến liên hệ cho bên em nhé. Loa này nghe cực kỳ hay luôn, công suất 70W trở kháng 4 ohm. Bát oánh rất là nực sâu. Đấy. Thiết kế thông hơi phía trước. Phản xạ súp gầm nên là tiếng cực kỳ hay nhá. Đấy. Con này mà nghe nhạc mà cần nhiều bát thì con này tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Đấy, con này thì là chiều ngang của loa là đi 16.5 này. Chiều sâu 23 này. Chiều cao là đi 29cm này. Đường kính loa bát đo hết về bên ngoài của nó là 13 và đo lòng bên trong là 11.5 nhá. Đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ nhé. Vâng, 1.390.000 đồng. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé. Đấy, tiếp ở dưới đây là một đôi loa của Bioner. Đấy. Đôi loa nữa của Bioner nhé. Đấy, căng đầy đủ đây, hàng về còn xem còn chưa có lau. Em chưa lau luôn đấy, các bạn nhìn này vẫn còn vài các cái vết bẩn này, vết bụi này. Đấy, nhìn chung là chưa lau nhưng mà nó cũng còn đẹp ấy. Đấy, các bác thấy không? Tất nhiên đây là hàng bãi nha, nó sẽ có vài vết xước sát này, nói chung là không tránh được. Đấy, vài vết xước sát nhé. Đấy, con này đời rất là cao của Bioner, đời HM50 nha, là những cái đời mà nó có USB luôn rồi. Đấy, nhá. Đời rất là cao. Công suất max của nó là 100W, trở khoảng 4 ohm các bác nhé. Đấy. Đấy. Các cái đời cao cấp này các bác nhìn này, nó có cả bắp chuối này, khác hẳn với những con loa này đúng không? Những con loa này thì con thì là dùng dây đấu sẵn, con thì là dùng dây kẹp như này. Còn rất ít những cái đời mà nó có cái bắp chuối như này nhé. HM50.
loa màng giấy cân cao su chép đom nón lụa nhé. Con này thì nó chưa được đẹp xuất sắc cho lắm, kém đẹp xuất sắc một chút xíu ở những một vài các chỗ hơi bị va đây, không tránh được. Đấy nhá. Đấy. Tất cả như hình em đã quay nhé, các bác xem mà các bác ai nấy thì là alo nhé. Đấy thì được. Hôm nay nắng quá, quay ở ngoài đúng lúc đang nắng đang chiếu hết vào người em toát cả mồ hôi, ôi nhễ nhại luôn, quên không cái quạt trong kia mấy bạn nó lại đang dùng. Thì con này thì HM50 này nhá, thì em bán thôi giá bình thường, những con này hàng đẹp hơn như này nhá thì là nó sẽ là 1.3 triệu nhá. Thôi đôi con này em bán là 900k đi, 900k nhá, thì bác nào mua liên hệ nhá, 900k đôi Bioner này. Đấy, tiếp ở đây là một con súp này. Ủa, con súp này thì khủng rồi, súp của Boss nhá, hàng Mexico luôn, à Mexico xịn luôn. Boss các bác biết rồi, đây là hàng của Mexico đúng không? Hàng về các bác thấy đang súp này là súp súp kép nhá, súp kép hệ thống thông hơi kiểu matrix, ma trận. Sẽ nó sẽ tùy theo cái sự phản hồi âm, sự phản hồi hơi về cái nỗ này mà nó sẽ có những các cái âm súp khác nhau. Đấy, tùy theo từng diện tích phòng. Đấy, tuyệt vời luôn. Súp con này là con súp Boss AM5 Series 3 nhé. Đấy, viết tắt của chữ Acuity Smart 5 Series 3. Đấy, thì viết tắt của chữ AM Acuity và chữ Smart. Đấy, thấy chữ AM 5 Series 3 nhé. Đấy, hàng Mexico xịn luôn, Made in Mexico nhé, hàng vải của Bow, súp AM5 CD3. Thì con này thì mình muốn là đấu với đấu súp nhá, thì đây là súp hơi nhá, thì mình muốn đấu với âm ly thì mình sẽ đấu xuống cái cầu phía dưới này nhá, là cầu input. Còn cầu ở trên này là cầu output thì mình có thể đấu thêm một đôi loa trợ lời vào đây để mình ghép thêm. Thì bản thân ở trong này nó ở dưới này là nó có cái cầu dưới này, nó có cái phân tần riêng cho phần súp này. Trên này cái cầu ra này nó có một cái phân tần từ cái súp này đưa lên một cái phân tần nữa để nó đưa âm thanh ra cái giải lời. Đấy, cho cái con, cho các con loa lời nếu mà mình muốn ghép thêm, ví dụ như đôi này chẳng hạn này. Đấy, mình ghép thêm vào đây này. Đấy, ví dụ đôi T1 này mình ghép lên này, em thấy cũng rất đẹp đúng không? Đôi này mày kết hợp với con súp này thì tuyệt vời luôn. Đấy, thì con súp này đây hàng về còn đẹp long lanh nhá, súp kép. Các bác nhá, súp kép nhá. Súp kép nằm ở trong này này. Phân tần và hai cái súp nằm trong đây luôn. Đấy, súp bát 16. Đấy, hai bát 16 nhá. Hai bát 16. Súp hai bát 16. Màng vải, màng giấy gân vải thì vậy. Em không nhớ chính xác lắm nhưng mà con này tiếng bát bánh của nó, tiếng súp nó rất là mềm. Đấy, để dùng chuyên nghe nhạc rất là hay nhá. Chuyên dùng để nghe nhạc rất là hay. Đặc biệt là những cái dòng bolero và những cái giọng nhạc trữ tình, anh guitar không đời cho vào đây. Tiếng bát bánh mềm sâu nghe cực kỳ phê luôn. Đấy. Và con Boss này thì đây, chiều ngang của nó này là 19 cm nhé. Chiều sâu của súp là 49 gần 50 cm, và chiều cao của súp là 36 cm. Đấy, bác nào tìm hiểu về cái dòng súp Boss này thì các bác biết rồi, còn AM5 CD3 này thì quá nổi tiếng rồi nhé, em không phải giới thiệu nhiều về chất âm của nó nữa mà em sẽ đọc giá thôi. Đấy, con này thì là 3 triệu thôi, để 3.500.000 đi nhá. Để bớt cho các bác 300. Đấy, 3.500.000. Đấy, súp của Mexico xịn luôn. Đấy. Bác nào mà dùng karaoke thì có thể sử dụng cho karaoke trong phòng diện tích nó khoảng 20-25 m² đổ về cũng rất là ok nhé. Nghe nhạc rất là phê luôn. Đấy. Có súp này thì nó không thể ghi công suất nhé. Nhưng mà bọn này thì nó có thể ghép với những cả âm ly và công suất mini đều được. Đấy. Trong nó có phân tần, nó sẽ tùy theo công suất mà nó sẽ đưa ra cái tiếng trầm phù hợp nhé. Đây. Tiếp theo đây là một đôi Technic SB3 này. Nó bát là màng phẳng như các bác thấy, màng đĩa. Rất đẹp, rất độc đáo luôn. Loa màng giấy màu bạc gân cao su nhé. Giấy hai lớp rất là dày dặn. Màng giấy hai lớp rất là dặn. Tức là một lớp ở trong, ở giữa này có một lớp nữa. Đấy, nó thành hai lớp. Cái màng này tiếng ánh cực kỳ là bát của ánh rất là mềm sâu này. Cái chép này là chép đĩa này, tiếng rất là sáng luôn, nghe cực kỳ sáng. Bác nào thích nghe nhiều bát nhiều tép thì những con loa Technic SB3 này nó cũng rất tốt cái vấn đề đó nhé.
Đấy, loa về thì còn đẹp này, càng đẹp nhé. Tất nhiên đây là hàng bãi thì có thể là nó sẽ có một vài vết xước sát nó kia một xíu thì không tránh được nhé. Công suất của loa mắc là 75W này. Đấy. Còn công suất đi là 50W nhé. Trở kháng 8 ohm rất là dễ cái âm ly thôi. Đấy, âm ly thì thường là cái loại mà âm ly thì nó thường là sẽ có hai loại trở kháng là 4 đến 16 và 6 đến 16 đúng không? Đấy, thì cái 8 ohm này nó nằm ở trong cái khoảng của tất cả các dòng âm ly luôn. Đấy. Nên là rất là dễ cái âm ly nhé. Đặc biệt là những cái loa mà mình sử dụng cái loại âm ly mà nó 4 đến 16 mà đánh hai đôi ấy, mà mình cần thêm một đôi nữa trở kháng 8 ohm thì những cái đôi loa này lại rất là hợp lý luôn. Đấy. Vì thường nhiều âm ly là khi mà đấu song song cầu A cầu B ấy, thì nó sẽ là yêu cầu là loa từ 8 đến 16 ohm. Đấy, và nhiều khi các bác đi tìm những cái cặp loa 8 ohm mà rất là ít. Đấy. Các bác nhiều khi các bác đi tìm các cặp 8 ohm phù hợp như này lại rất là ít, bởi vì những cái dòng bookshelf này thường thì nó lại thiết kế 4 hoặc là 6, ít khi thiết kế 8. Nên là những cái dòng 8 ohm này là bác nào đang cần thì là alo sớm nhé. Này, FB3 này. Hàng đẹp đây. Có thấy không? Hàng đẹp nhé. Hàng đẹp nhé. Tính này FB3 con này ở đây nó còn có cả hệ thống protect bảo vệ cho tép này. Đây cái này là cái protect bảo vệ cho tép, chống cháy tép đấy. Chống thì chống rồi, nhưng mà nếu như mà nó bị đột ngột quá thì không kịp trở tay là nó vẫn có thể gây cháy, nên là các bác dùng phải cẩn thận nhé. Đấy, thì đôi Technic SP3 này thì công suất của nó em đã báo rồi. Để kích thước như sau. Chiều ngang của loa là 27. Loa sâu 21. Cao 21 là chưa tính căng nhé. Cao 44 nhé. Đường kính loa bát đo hết bên ngoài là 24. Đo theo cái lòng nhựa bên trong đây nó là 20cm nhé. Cái viền nhựa này là 20. Đấy. Đây loa về thì là đầy đủ cái căng các bác nhé. Đầy đủ cái căng. Cái căng còn đẹp luôn, thiết kế rất là tuyệt vời này. Cái căng vải đậy bên ngoài. Đấy. Nhiều con nó thiết kế căng rất là xấu nên đôi khi đậy ra ngoài nhìn còn ấy. Nhưng mà những con này thiết kế nó rất là đẹp mắt nên là mình đậy vào cũng rất là ok luôn. Đậy vào để nghe nhạc hoặc là bỏ ra để nghe cho nó đẹp thì đều được hết nhé. Đấy thì cặp loa này thì là em đấy, giá của nó là đi ở thời điểm này nhé, nó là 3.150.000 nhé. Đấy. Anh nào đang có nhu cầu mua thì cho bên em nhé. Đấy. Những cặp này thì tiếng của nó rất là hay luôn. Đấy. Ghép vào các cái âm ly nó size 43 hoặc là âm ly size trung đều được nhé. Ok. Thì đây là những cái đôi loa mà em lên trong cái clip này. Thì bác nào đang có nhu cầu mua đôi nào trong các đôi này thì vui lòng chụp ảnh lại gửi Zalo cho em để chốt hàng cho nó dễ nhé. Bởi vì nhà em quay nô rất là nhiều nên là nhiều khi nó không thể nào kiểm soát hết toàn bộ các cái sản phẩm được, không thể nhớ hết từng sản phẩm được. Nhiều khi các bác lại bảo em ơi chờ bán cho anh đôi loa 490k thì em cũng chả biết đôi nào đâu. Đấy, thật sự luôn là hàng ngày quay rất nhiều nô. Đấy, vừa bán biết xong thì nhiều khi quay những cái các bác hỏi những cái nô cách đây khoảng 2-3 hôm khi bán xử rồi, xong các bác cũng hỏi 490k, khi hôm nay cũng lại có một đôi 490k của nô khác thì em lại bảo vẫn còn anh ạ. Đến lúc mà lại nhầm thành cái đôi của cái nô của ngày hôm sau nữa thì thành ra là rất là ấy nhá. Đấy, thì thành ra là bị hiểu nhầm với nhau thì đến lúc mà nói chung là khi mà các bác báo kiểu đấy thì đôi khi mà em bảo còn nhưng thực ra lại không phải cái đôi đấy, thì tự nhiên là anh đặt cái đôi đáng lý là đôi Bioner này chẳng hạn, nhưng mà hôm trước nữa có một đôi là đôi Kenwood cũng 490.000, hỏi mỗi bôi 490.000 thì đôi khi nó sẽ bị nhầm đúng không ạ? Và đúng ra là gửi cái đôi Bioner thì không gửi, thì gửi cái đôi Kenwood đi, tự nhiên là anh bảo anh có đặt đôi này đâu đi, tự nhiên thành ra cãi nhau. Nên là các bác ai lấy đôi nào thì chụp ảnh lại và gửi Zalo cho em nhé. Đấy. Hoặc là các bác phải nhớ đúng tên của sản phẩm. Đấy. Tên sản phẩm, ví dụ đôi là đôi Bioner SP800 này 490.000 là các bác phải nhớ để cho em cái mã đó, cái model đó. Hoặc là đôi đời 9 này 1.390.000 thì phải nhớ được là đôi Onkyo đời 9 nhé. Đấy, các bác nhân lưu ý cho em. Đấy, thì là các bác ai mua hàng liên hệ cho em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594548 giúp em nhé. Em xin chào các anh.